rơ le nhiệt này. Con rơ le nhiệt là nó có tác dụng này, hỗ trợ con này. Ví dụ như là bình thường thì nó cái nốt vàng vàng này, cái nốt nốt không một tí này là nó nằm sâu nha. Nhưng mà nếu như mà nó bị tắc ống ấy, thì con này nó sẽ nhảy ra. Thế thì nó đòi gì ạ? Cái nốt vàng thì là nó cũng sẽ mất điện. Đấy, nó ngắt thì nó bảo vệ. Để bảo vệ toàn bộ nó cấm thử nó vào vô cơ. Đấy, thì chứng tỏ là con nhà mình nó đã bị tắc ống. Nó quá tải như bây giờ. Thì anh đầu tiên là anh có thể thấy rất là này. Xong rồi hút về. Nha, xong bắt đầu là kiểm tra ống. Nha. Hai con này là con V này là con cứng con mát, anh đang đặt là 240 V, tức là nếu như cái đèn này mà nó sáng đèn đỏ này hoặc là nó lập nhạc thì chúng ta biết nó đang quá 240 V làm cho cả 4 cây nó sẽ tắt. Con V dưới này là con cứng con mát, nếu như điện của em ở dưới 185 tức là điện bình thường của em vẫn được 220 nhá. Nhưng mà ví dụ như mà điện cái nguồn nó vào nó yếu quá hoặc là đứt em làm cái dây này nó yếu quá thì lúc cứ khởi động nhìn này đang 216 nhá. Amphibian Air, LA to Yit Via Vai D Bovier Chink Mang.